Xin chào quý anh chị nhé, tôi là Tính, tôi đang công tác tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 anh chị, thì đã có cái chương trình khuyến mãi mới trong tháng 5 này dành cho tất cả những dòng xe của Mitsubishi. Thì trong đó có cái dòng Mitsubishi Outlander này anh chị, đối với xe sản xuất 2023 mà duy nhất chỉ có màu trắng nha, tồn có 2023 bây giờ chỉ còn màu trắng, cả phiên bản CVT hoặc là phiên bản Premium thì chỉ có duy nhất màu trắng. Các cái màu khác thì chúng ta phải mua xe VIN 2024 với mức giá cao hơn hẳn nha anh chị. Thì trong cái video ngày hôm nay Tính sẽ giới thiệu cho anh chị chương trình khuyến mãi dành cho Outlander màu trắng 2023 cả hai phiên bản, thì ưu đãi cực kỳ tốt luôn. Anh chị đều được giảm 100% lệ phí trước bạ, 100% lệ phí trước bạ nha anh chị. Đối với Outlander phiên bản CVT hoặc phiên bản Premium, cả hai bản đều được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 10% giá trị xe. Thì trước mặt em đây có một chiếc là CVT bản tiêu chuẩn 825 triệu, anh chị sẽ được giảm 10%. Đối với bản Premium là 950 triệu, anh chị cũng được giảm 10%. Đó là một cái khuyến mãi cực kỳ tốt. Ngoài ra khi anh chị liên hệ bên em, anh chị sẽ được những cái hỗ trợ khác liên quan đến phụ kiện, đến bảo hiểm anh chị ha. Những cái đấy thì anh chị có liên hệ trực tiếp, em sẽ báo giá cặn kẽ cho anh chị, và anh chị sẽ được hỗ trợ tỷ lệ vay lên tới 85% giá trị xe. Phần đấy thì anh chị gọi trực tiếp nhé, em sẽ hỗ trợ cặn kẽ cho anh chị. Đấy, Outlander 2023 cả hai phiên bản đều được giảm giá 100% phí trước bạ, tương đương 10% giá trị xe, và chỉ duy nhất có màu trắng thôi nha. Đây là con CVT màu trắng nè anh chị. Đây là một con xe mà nếu như mà anh chị thấy cái thiết kế của nó vừa mắt, và anh chị thấy cái trang bị của nó là đủ dùng, thì anh chị cứ liên hệ với em nha. Bên em có sẵn xe cho anh chị lái thử nha. Đối với bản này nè anh chị, nhìn rất tươm tất luôn. Cái nội thất của nó được bọc da phối hợp với cái chất liệu này, nhìn nó giống như da lộn, nhưng thật ra nó là nỉ, nhưng nhìn rất là sang nha, thiết kế rất là đẹp. Anh chị vô lăng cũng bọc da nè, kết hợp với những họa tiết nhìn giống như giả vân gỗ rất là đẹp. Có cả ga tự động này, có lẫy chuyển số nè. Trên này thì nó làm thiết kế cách điệu bằng các cái nhựa, nhìn nó cũng khá là ok, và sờ thì sẽ có cảm giác mềm mềm ha, tạo cái sự sang trọng. Màn hình có sẵn theo xe nha anh chị. Rồi cần số, ở đây là phanh điện tử. Rồi trên này ta có gương chống chói điện tử. Thì đây là cái phiên bản mà nó sử dụng động cơ 2.0 máy xăng khí tự nhiên kết hợp với hộp số CVT, thì nó sẽ mang lại cái trải nghiệm êm ái, thiên hướng về tiết kiệm nhiên liệu và rất là mượt. Đối với Outlander thì nó là một con xe mà đi gia đình có thể nói là cách âm tương đối tốt trong phân khúc này. Phần bên hông này thì cách điệu bằng chi tiết này giả vân gỗ nè anh chị. Có loa ở đây, ở dưới này cũng có loa nữa. Đối với cái bản CVT này anh chị sẽ có ở đây là đèn tự động nè anh chị, gạt mưa tự động, đèn tự động ha. Phía sau này làm tối màu này, tạo sự riêng tư cho khách hàng. Và đặc biệt là hàng ghế cuối nè anh chị, thấy cái ô rất kính, rất lớn. Anh chị để ý là con xe nào mà ô kính phía sau nó lớn, tức là không gian bên trong nó rộng. Đây là hàng ghế sau nè anh chị, độ ngả lưng rất tốt nha. Đây là độ ngả lưng sâu nhất của con xe này. Da rất ấn tượng chị. Có bệ tỳ tay ở giữa, có 3 tựa đầu, dây đai đầy đủ hết. Ở đây có các cái móc khuây sofit nè, ta có thể có trẻ em đặt trên cái ghế, cái nôi trẻ em mà cho lên cái ghế này. Rồi cổng sạc điện thoại, rồi cửa gió điều hòa đầy đủ hết. Cách âm tốt ha, ngồi phía sau cũng rất là thoải mái. Da hết nè anh chị, sờ rất là mềm, rất là thích tay. Nó có một cái hàng ghế cuối nữa nha. Khi mà anh chị không sử dụng hàng ghế cuối thì ta cứ gập lại để ta có một cái dung tích khoang hành lý nó rộng. Đây là cái bánh mâm phía sau nè, phanh đĩa hết nè, 4 phanh đĩa nè anh chị. Mâm 18 phay hai màu rất đẹp ha. Và treo sau con này là sử dụng là treo liên kết đa điểm, thì nó rất là êm ái nha. Treo liên kết đa điểm nó là một cái hệ thống treo mà thường được sử dụng trên những cái con phân khúc hàng C trở lên. Còn những con mà thấp hơn, ví dụ như X-Fort thì nó sử dụng treo thanh xoắn, thanh cân bằng thì nó sẽ không được êm ái như con xe này đâu. Rất đẹp ha. Cốp cơ nha, anh chị có thể nâng cấp cốp điện với chi phí tầm 12 triệu, theo em nhớ không nhầm là tầm 12 triệu đến 12 triệu rưỡi. Nạp chrome hông quanh xe, tay nắm cửa mạc chrome, viền chân kính mạc chrome, giúp cái xe mình nó sang trọng. Đấy, nhìn từ góc bên hông nè. Bản này theo em nhớ không nhầm là bản này có 7 túi khí hai cái ghế phía trước đều là chỉnh điện hết, ghế phụ cũng là chỉnh điện luôn.
Và đây là bản tiêu chuẩn nhưng có luôn camera 360 nguyên zin ha. Đây. Cụm đèn này là đèn halogen nha anh chị. Nếu như cụm đèn được lên đèn LED luôn thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên đây là một phiên bản tiêu chuẩn cho nên là ta sẽ bị cắt bớt cái trang bị về đèn. Đấy, 825 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn. Anh chị sẽ được hỗ trợ giảm 10% giá trị xe, tương đương là 10% phí trước bạ đấy. Anh chị cần hỗ trợ thì cứ liên hệ em nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.